Truyền thông phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện hạng mục sân trước của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với tổng diện tích hơn 220 mét vuông. Theo thông tin mới nhất, 50% diện tích đã được hoàn thành thi công phần nền móng. Hiện tại đơn vị thi công đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành công trình khi những cơn mưa lớn sắp đến. Việc thi công nhanh chóng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thăm khám của bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn tại phòng khám. Phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một cơ sở y tế uy tín chuyên hỗ trợ điều trị ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Việc thi công hạng mục sân trước nhằm tạo môi trường khang trang, sạch đẹp, thông thoáng hơn cho bệnh nhân khi đến thăm khám và hỗ trợ điều trị. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, tin vui cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí hân hoan thông báo về buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cho bệnh nhân ung thư đạt hiệu quả cao sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 5 năm 2024. Đây là sự kiện trọng đại đánh dấu hành trình đầy ý nghĩa của phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong sứ mệnh hỗ trợ và đồng hành cùng bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Buổi lễ sẽ vinh danh những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đã dũng cảm chiến đấu và đạt được kết quả khả quan trong quá trình hỗ trợ điều trị nhờ sự hỗ trợ của các phát đồ miễn phí. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến niềm hy vọng và động lực. Buổi lễ là minh chứng cho hiệu quả của các phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại phòng khám cho từ ung thư cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Lời tri ân và chia sẻ, đây là dịp để phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, y sĩ và đội ngũ nhân viên đã chung tay góp sức cho chương trình. Đồng thời, đây là cơ hội để các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn chia sẻ kinh nghiệm và động viên lẫn nhau. Thông tin hữu ích. Buổi lễ chia sẻ thông tin chi tiết về phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, giúp bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn hiểu rõ hơn về chương trình và cách thức tham gia. Xin trân trọng. Thưa thầy, là trước kia bệnh nhân của em lúc bệnh em là ung thư phổi, được 10 năm phá trị rồi, nó khỏi rồi tái lại, nó chạy hạch hai bên phổi trái có hai hạch và trung thất hạch, và màng phổi đã bị nhiễm, đã không có nhiều nấm tấm rồi, và trên thượng đòn hai xương thượng đòn đã có hạch. Đến khi vào đây các thầy được các thầy điều trị đến giờ này mới được có 2 tháng, mà đã liên qua đi khám trong bệnh viện thì nó là đã âm tính hết ạ. Phòng khám trước khi cũng là nói về cái đi vừa rồi chúng em đi khám thì về cái bác sĩ cho biết như vậy, về đây các thầy cũng nói là cũng tạm ổn rồi, nói chung là cũng đã âm tính hết rồi thì cảm thấy là quá mừng rồi. Trước khi đi khám thì ở nhà đó là hắn ta tái lại là trong cái người cảm sốt rồi, và thứ hai là trong cái đó cái chân là đi được 100 mét là không đi được nữa, và nó bó cứng không đi được, và trong khi người trong người thở ra thì trong cái bộ phận trong người như cảm thấy trong phổi không là rão ấy. Đi khám về cái là vậy, là em đi khám hôm trước hôm sau là vào đấy, vào đây luôn, vào đây thì được độ tuần thì cảm thấy trong người là nó không có cái bệnh gì nữa đấy. Vâng, bảo chứ nghĩ bụng là người nhà nó bảo chứ cái bệnh gì sao mà lại chưa thuốc gì mà nó cực kỳ vậy, nhanh đến vậy. Vâng, từ hồi giờ nó khỏi không có gì nữa, vâng, bây giờ là cảm thấy là khỏe và nặng. Và thầy là đúng là bỏ đây cái phác đồ của cha, bắt đầu cảm thấy là tại sao mà như vậy, mà nghĩ mà nó ăn cháo nó nhiều quá kìa, nhưng mà cảm thấy là khi ăn nó quen. Và đúng là thật như bản thân con đây là ăn cháo thì ăn nhiều, ăn 4 lít rưỡi bắt đầu rồi thì cảm thấy người ăn khỏe lắm, đi lại đây không có cái gì cả. Mà đến khi mà bỏ đời nó, các thầy nói là không nên ăn nhiều quá, no quá thì căng quá thì thôi, và ăn xuống 4 lít thì hầu như ngày là cũng 4 lít, mà đúng giữ đúng cái phác đồ của các thầy gọi là. Các thầy cũng nói một cái ăn cháo ra nô, uống trà thảo dược đầy nồi ung thư là còn cứ vậy còn làm đấy. Vậy thì bệnh nhân có thể đánh giá cái trong quá trình mình trị bệnh đây nè, thì các thầy cũng như nhân viên ở đây đối xử với bệnh nhân như thế nào? Có thật với chỗ thầy đây là
Trước khi con vào đây, con cảm thấy trong cái không khí của phòng khám của các cha đây, các thầy đúng thật, các thầy và các bạn đã đúng là giang tay mà giúp đỡ những người bệnh nhân hiểm nghèo như chúng con đây, con cảm thấy là quá cực kỳ mà tuyệt vời ạ, và quá là nhiệt tình. Và thầy là chúng con đây là cũng hứa với các thầy đây, không được phụ lòng các thầy, thì chúng con và các thầy cũng hứa là cho chúng con một tháng thuốc và con sẽ mua thêm mấy tháng thuốc nữa, và các cả gạo con cũng sẵn sàng con mua thêm rồi ạ. Con về con thực hiện đúng khẩu hiệu của các thầy đây, ăn cháo ra đồ uống chè thảo dược, thì con giữ con là mấy tháng nữa sau tiếp sau để cho cái bệnh của mình nó ổn định lại. Chúng nó là trước hết là cảm tạ hồng ân thiên chúa mà đã ban cho cha tưởng đây, cũng đang nghiên cứu ra cái bài thuốc là để cứu chữa những người bệnh ung thư như chúng con. Thật là cái được sự quan tâm của các thầy cũng giang tay giúp đỡ cứu chữa chúng con đến giờ này, con cảm thấy là các bệnh nhân như chúng con đây cảm thấy là cực kỳ, con xin hết lòng cảm ơn các thầy đã tận tụy giúp đỡ với chúng con và riêng bản thân con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao dường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao dường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
chặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương Chúa Trời, lon niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã chùa bóng dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay những bước chân giao khắp nẻo đời. Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương Chúa Trời. Lon niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Bao người đã hy sinh xây tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương Chúa Trời, lon niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi. Cùng thế giới người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay những bước chân giao khắp nẻo đời. Gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng. Anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương Chúa Trời, lon niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Truyền thông phòng khám cha Tường Ngữ Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường Ngữ Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km.
Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.